thông xuất trần. Bạt Đà Bà La. Kinh văn: Bạt Đà Bà La cùng đồng bạn là 16 vị khai sĩ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Giảng giải. Bạt Đà Bà La là tiếng Sanskrit, Hán dịch là hiền thủ, còn dịch là hiền đức. Khi Bạt Đà Bà La mới xuất gia tu đạo, ông ta rất ngã mạn. Khi đó có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, thường tu tập hạnh kính trọng mọi người. Bất kỳ khi gặp ai, Bồ Tát này cũng thường chắp tay cung kính nói với họ rằng: Tôi không dám khinh quý ngài, vì trong tương lai các ngài sẽ thành Phật. Khi Bồ Tát Thường Bất Khinh làm điều này đối trước Bạt Đà Bà La, ông ta liền mắng Bồ Tát Thường Bất Khinh rằng: Ông thật là kẻ khờ dại, sao ông lại làm cái dở hơi, ông thật là ngớ ngẩn. Sau lần đó, Bạt Đà Bà La thậm chí còn xúi dục người khác đánh đập Bồ Tát. Khi Bồ Tát cúi lạy những người này, họ còn đá vào ngài. Khi ngài cúi xuống lại họ, có khi họ déo mũi ngài, có khi họ đánh ngài đến gãy răng. Do tính ngã mạn này mà Bạt Đà Bà La bị đọa vào địa ngục, ông ta phải chịu ở đó một thời gian dài trước khi được làm người. Bạt Đà Bà La cùng đồng bạn là 16 vị khai sĩ, tức chỉ cho các vị Bồ Tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Kinh văn: Chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật Oai Âm Dương mà xuất gia. Trong khi chư tăng đang tắm, theo thứ tự đi vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ ra bản tính của nước, vốn nó không tẩy được bụi, cũng chẳng tẩy được mình. Ở giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng, con nhận ra cái không có gì. Giảng giải: Chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật Oai Âm Dương mà xuất gia. Đức Phật Oai Âm Dương lầm vị Phật đầu tiên trong chư Phật. Này, nếu có người hỏi quý vị rằng vị Phật đầu tiên là ai, quý vị có thể trả lời chính xác cho họ rồi. Bạt Đà Bà La xuất gia từ thời Đức Phật Oai Âm Dương. Có lần trong khi chư tăng đang tắm, con theo thứ tự đi vào phòng. Chư tăng vào thời ấy theo lệ cứ nửa tháng tắm một lần. Bỗng nhiên con ngộ ra bản tính của nước, vốn nó không tẩy được bụi, cũng chẳng tẩy được mình. Nhờ quán sát từ nước mà Bạt Đà Bà La được giác ngộ, ông ta ngộ ra đối tượng của sự xúc chạm. Ở giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng, có nghĩa là không có đối tượng của sự xúc chạm. Kinh văn: Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ. Đến khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Đức Phật ấy gọi con là Bạt Đà Bà La, do phát minh diệu tính của xuất trần nên thành bậc Phật tử trụ. Giảng giải: Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ. Con chưa quên những gì con nhận biết về bản tính của nước khi con vào phòng tắm lúc ấy. Dù Bạt Đà Bà La bị đọa vào địa ngục sau đó, nhưng ông ta vẫn không quên những điều ông đã chứng ngộ được. Từ thời Đức Phật Oai Âm Dương cho đến khi Bạt Đà Bà La trình bày những điều này trong hội chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một khoảng thời gian không thể tính đếm được. Bồ Tát Thường Bất Khinh chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một kiếp trước, và Bạt Đà Bà La trong hội chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay chính là người trong kiếp trước đã cho người mắng nhiếc đánh đập Bồ Tát Thường Bất Khinh. Bạt Đà Bà La chính là vị tăng rất ngạo mạn và đầy tự cao nên đã đọa vào địa ngục. Đến khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Bạt Đà Bà La nói rằng: Này, con xuất gia và đã thành tựu được quả vị vô học. Đức Phật kia đã ấn chứng cho con và đặt tên con là Bạt Đà Bà La. Do phát minh diệu tính của xuất trần nên thành bậc Phật tử trụ. Đối tượng của xuất trần không còn, nhưng diệu tính của xuất trần hiển lộ. Khi Bạt Đà Bà La nói rằng mình là Phật tử, có nghĩa là ông đã chứng được giai vị Bồ Tát. Kinh văn: Đức Phật hỏi về duyên thông, theo sở chứng của con, do xuất trần là hơn cả.
giảng giải. Đức Phật hỏi về Diên Thông, theo sở chứng của con do xúc trần, đối tượng của xúc trần là hơn cả.